Đây là bộ dây nguồn, dây nguồn là dài 1,2 m nha các bác, dây nguồn. Còn nguyên túi nhông, những dòng này về là đều còn nguyên túi nhông hết. Dòng hai n nha các bác, cao cấp nha. Kama, Kama là một thương hiệu lừng danh của Hà Lan, ra những sản phẩm như là thiết bị audio và những bộ loa cao cấp, tiền trăm tiền tỷ đều có hết. Đây là dây nguồn nha bác, một bộ dây nguồn 2N. Giá là 5 triệu 2 nha, bộ dây nguồn này là 5 triệu 2 nha, Kama. Bộ này là 5 triệu 2. Và đây là bộ AV 1m này. Đây là bộ AV 1m. Bộ AV là 5 triệu nha các bác, giá 5 triệu. Là hai cục lọc chống nhiễu. Sử dụng rack khóa của Furotech, cực kỳ cao cấp luôn nha. Bộ này 5 triệu nha các bác. Rất khó nha. Đấy các bác phê chưa? Đây dòng AV cao cấp Hi-Fi rồi. Đây là bộ mét rưỡi cũng y vậy thôi. Bộ này thì còn cả túi cái bảo vệ này. Đấy. Bộ này là giá 5 triệu 8, 1 mét rưỡi là 5 triệu 8, còn 1 mét là 5 triệu nha bác, trên nhau là 800 nghìn. Bác nào nhà mình ở cách xa dài mình lấy 1 mét rưỡi này nha. 5 triệu 8, cái này 5 triệu. Và bộ dây loa. Đây, dây loa của Kama này thì dòng này nó rất là mềm, sử dụng cấu hình là bạc mịn nha. Nó mềm nhũn luôn. Các bạn nào mà cầm bộ này là phê luôn nha. Sử dụng rác bắp chuối nha các bác, rác bắp chuối nha. Rác chuối. Model được ký trên này nha bác, series đều có hết nha. Nó mềm nhũn luôn nha. Cái cấu hình dây thì nó được to như là bàn cổ te trẻ im nha các bác, rất là lớn nhưng mà nó rất là mềm nha. Nói chung công nghệ của hãng làm thì mà ta không thể biết được, nhưng mà dòng này loa cao cấp rồi. Cho ra chất âm cực kỳ là mượt. Các bác chơi RGB hoặc chơi những dòng loa đời cao, kể cả dòng đời cổ đều cho ra tiếng ngon, chuẩn, không bị hao hụt về chất lượng âm thanh. Dây loa tốt thì đường dẫn tốt thì nó cho ra một chất âm đầy đủ chứ không bị mất những cái chi tiết của sản phẩm. Bộ này giá 6 triệu 200 nha bác. Bộ Kama này là 6 triệu 200, 2 mét rưỡi một vé nha, hai đầu bắp chuối nha. 6 triệu 200 nha, bao gồm phí ship nha các bác. Đấy, bộ là bộ Kama. Đấy, nè có về được những sản phẩm như thế thì bác nào có muốn sở hữu sản phẩm nào thì alo cho em. Bộ dây 3.5 ra AV Monitor là giá 500.000. Còn dây loa M2 Plus là hiện tại là rất tiết kiệm 100, là 1 triệu 6 M2 Plus này các bác. Linh dây Anh Quốc chỉ có 2 bộ, giá là 4 triệu bộ. Talat R2 dây loa là 12 triệu, AV là 6 triệu. Còn Kama là dây nguồn 5 triệu 2, AV 1m là 5 triệu, còn 1m rưỡi là 5 triệu 8, còn dây loa là 6 triệu 2. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ liên hệ cho em chính của hai số điện thoại phía trên tấm biển nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Lăng Monitor và một bộ mắt Lê Vinson cao cấp cặp bến rất đẹp luôn nha. Bác nào lấy và chốt sản phẩm nào thì alo cho em qua hai số điện thoại trên. Thì đối với những sản phẩm nó rẻ tiền như là triệu mấy, 2 triệu gì đó thì em ship hàng code cũng được. Nếu các bác nào chuyển khoản thì có thể chuyển khoản cho em. Và về được 5 bộ audio Philips Budin này các bác. Dây bãi nha, một bộ mỏ chim mà các bác, một bộ mỏ chim này. Còn 4 bộ lại là bắp chuối hết nha. Chỉ có 5 bộ thôi nha, còn monitor về những dòng này rất là mềm và sử dụng là dây loa là 2,5 m một vế nha. Dòng này là mỏ chim mềm các bác. Có mỏ chim bắp chuối và bắp chuối nha. Đây là bộ ba lăng monitor này, một bộ 1m, một bộ 1,5 m này. AV thì có một bộ 1m và một bộ 1,5 m này. Còn mắt Levinson bộ này thì rất là quen thuộc với các bác ở shop em rồi. Bộ này về rất đẹp nha, những cái này được bọc từ nước ngoài về để tránh người trầy này, có phải bọc lại nha. Những cục trong nhiễu và đầu nguồn này rất đẹp luôn nha. Mắt Levinson Hamac. Dây bãi rất đẹp nha, hai đầu bắp chuối nha các bác. Bộ này có chơi tăng noa CBL, BBK cũng vậy, nhưng loa cao cấp ở phân khúc tầm cao, dây bãi nha. Đẹp đồ đẹp trên 95%, 2,5 m một vé. Giá bộ này là 11.500.000 nha. 11.500.000 nha các bác. Đây nha các bác.
Đây là đầu bắp chuối carbon. Đây thì đẹp cực kỳ nha, nói chung đồ đẹp là miên man luôn. 11.500 này. Còn đây là bộ da AV Monster 1,5 m này, đây 1 m này. 1 m em về được 2 bộ nha các bác. Còn 1,5 m là chỉ có 1 bộ. AV Monster. Sử dụng đầu VKBT A0G. Bộ này 1,5 m nha các bác. Bộ 1,5 m là giá 2 triệu nha các bác. Còn bộ 1 m là 1,8 triệu nha. 1 m là 1,8 triệu. AV nha bác, AV 1 m là 1,8 triệu, có 2 bộ. Còn 1,5 m chỉ có 1 bộ, giá 2 triệu nha. Bác nào mà cái dây nha các bác, cần dài thì mới lấy bộ 1,5 m. Còn vừa phải chúng ta lấy 1 m thôi. 1 m là được sử dụng nhiều nhất. Đây là bộ ba lăng. Ba lăng này bộ 1 m này. Ba lăng thì em về mỗi thứ mỗi bộ thôi. Ba lăng thì nó đắt hơn các bác. Sử dụng ở đầu của Flutech cao cấp nha. Carbon. Bộ 1 m giá là 2,3 triệu. Nói về những đầu bộ rác của Furutech thì cực, nó là dòng hi-fi cao cấp rồi. Bộ 1 m là 2,3 triệu. Còn bộ 1 m, đây là bộ 1,5 m đó các bác. Bộ 1,5 m giá là 2,7 triệu. Bộ 1,5 m là giá 2,7 triệu. Dòng này dòng tầm trung cao cấp nha. Bộ 35,5 m là 2,7 triệu nha các bác. Đây là dòng Monster. Đây là bộ bắp chuối này. Chơi rất là lớn, mềm. Monster thì chơi hầu hết các dòng loa Mỹ, Nhật, Âu. Tiếng dày, bass đầy đặn, gọn gàng. Tiếng rất là hay trong phân khúc. Giá là 1,4 triệu một bộ, 20 vé. Đây là bộ mỏ chim mềm này, bộ chim mỏ chim, mỏ chim này các bác. Bộ hai đầu mỏ chim này. Còn bộ V là bộ mỏ chim bắp chuối này các bác. Mỏ chim bắp chuối. Nói chung là dòng Monster này 1,4 triệu này nó sẽ có là mỏ chim này, mỏ chim bắp chuối và bắp chuối nha. Bác nào lấy thì liên hệ cho em, cho em tên địa chỉ em ship hàng nha. Hôm nay là chỉ có 5 bộ duy nhất Bullnet Frame Gold nha các bác. Bullnet Gold Ultra nha. Dây bãi nha bác, mỗi vé là sử dụng là 3 lõi. 4 em về được. À về được có 4 bộ các, 4 bộ, 3 bộ bắp chuối nha và 1 bộ mỏ chim. Giá là 2,8 triệu một bộ nha, 2,5 m một vé. Chỉ có 4 bộ thôi nha bác, về được 4 bộ thôi. 3 bộ bắp chuối hết, còn 1 bộ là mỏ chim. Audio Philips nha bác, Audio Philips Bullnet Gold Ultra. Bullnet Gold Premium, Bullnet Premium Gold Ultra. Rồi tắt là Bullnet nha các bác. Dòng này là dòng da bãi nha. Độ đẹp là trên 90-95% hết. Dòng Premium là đẳng cấp rồi. Giá hàng bãi là còn được 2,8 triệu nha, 2,8 triệu một bộ. 3 bộ bắp chuối dành cho các bác mình chơi những dòng mà sử dụng bắp chuối này. 1 bộ mỏ chim bắp chuối nha các bác, 1 bộ mỏ chim bắp chuối và 1 bộ mỏ chim. Có 1 bộ mỏ chim bắp chuối và 1 bộ mỏ chim và bắp chuối. Tổng về được 4 bộ, 2 bộ bắp chuối, 1 bộ mỏ chim, 1 bộ mỏ chim bắp chuối. Đấy. Giá là 2,8 triệu một bộ. Còn dây loa Monster là 1,4 triệu, còn ba lăng Monster 1 m là giá 2,3 triệu, 1,5 m là 2,7 triệu. Còn AV là 1,8 triệu là 1 m, còn 2 triệu là 1,5 m. Còn dây loa cao cấp Max Levinson kia thì dòng tầm trung cao cấp rồi, giá là 11,5 triệu. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên. Cảm ơn các bác rất là nhiều.